Đi con luôn à? Bây giờ là con đi mà, anh có vợ con, 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 anh mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Thank you.
Thank you.
Con đây mẹ đóng cậu. Anh về đi.
con chưa đâu thôi. Rồi mẹ con nói xong rồi. Cô gì ơi? Đến đây làm gì? Chào chú ạ. Thế mời hai chú vào nhà, là anh vào nhà đi. Vâng. Anh này ấy, chúng tôi ly hôn rồi, có giấy rồi. Bây giờ chúng lúc đấy là quyền nuôi con của anh ấy, nhưng mà anh ấy không nuôi, mà đuổi hai mẹ con tôi đi, không cho tôi ở và cũng không cho con tôi ở. Bây giờ anh này có vợ con rồi, vợ anh ta lừa hết nhà, lừa hết tiền rồi, bây giờ anh ta không có chỗ ở, thì bây giờ đến đòi con. Thế là công việc của anh làm gì rồi? Bây giờ tôi chưa kiếm được công việc gì. Anh chưa công việc gì làm à? Tôi chưa. Anh có hay uống rượu không? Tôi không. Thì thảo quá à? Lúc tôi mới uống. Thế là cứ buồn uống rượu à? Thế cứ uống rượu này làm sao mang con về được? Không có tiền để nuôi con làm sao? Tôi nói vàng, tôi phải kiếm một công việc nào ổn định, tôi nuôi con. Thế thì bây giờ trước mắt là anh cứ phải kiếm được công việc ổn định nhá. Xong rồi chúng tôi sẽ giải quyết, anh mang con về nhá. Nhưng mà bây giờ tôi muốn mang con tôi về luôn ở với tôi. Giấy quyền nuôi con tôi có dấu đỏ đây. Theo nghị định mới thì là về vấn đề này là anh phải có công an việc làm ổn định, thì anh mới được giám hộ nuôi cho con. Bây giờ công việc không có, mà anh rượu nhà như này thì bây giờ và anh có công việc ổn định thì nó chạm đấy, báo cáo chúng tôi xong rồi giải quyết cho nhé. Còn bây giờ anh rượu chén này thì không giải quyết được đâu. Đấy là phương án tốt nhất. Con cho tôi đi. Rồi về nuôi con, đã con tôi. Theo nhà nước quy định này thì anh được quyền nuôi con mà, chỉ không quyền đâu nhé. Nhưng mà lúc đấy anh đuổi con còn bé tí, không nuôi. Bây giờ chị ở nhà như này thì chắc khả năng là không nuôi được cháu rồi. Bây giờ theo giấy tờ này thì anh ấy được quyền nuôi mà. Nhưng mà lúc đấy anh ấy đuổi hai mẹ con tôi đi, mà anh ấy có. Nhưng bây giờ... bây giờ là về đòi con mà. Lúc đấy anh có vợ con anh ấy bự to như thế này này, sao đuổi chúng tôi đi mà. Nhưng mà trên giấy tờ thì anh ấy được quyền nuôi cháu. Anh cô phải thông cảm. Ủa. Thôi có giấy tờ đỏ ở đây đầy đủ rồi, cô xem đi. Đấy, giấy tờ đầy đủ đây. Lúc đấy là anh đuổi tôi đi là ly hôn là tôi. Lúc đấy là lúc đấy, bây giờ là bây giờ. Là người ta không cho tôi nuôi con. Thôi bây giờ tóm lại là bây giờ là anh đủ đặc quyền để anh nuôi cháu về. Chúng tôi đã đưa cháu về anh mà cô muốn cứu lại thì cứ lên kia giải quyết nhá. Anh cho giấy tờ đi. Bây giờ hỏi con đi con muốn ở với ai. Thank you.
Tâm nghỉ ngơi đi nhá. Có gì tôi sẽ báo. Chú tìm con lúc tối.
tìm nó thôi. Thank you.
vào. Đói bụng quá. Sao tao bắt mày mụ? Con là Mon đúng không? Con là con của mẹ Thanh Bình đúng không? Con uống nước nhé. Má chưa? Đây, chú là con đời mẹ nhé. Nào.
không sao đâu. Vâng, cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Chỉ ví dụ thôi nhé. Tôi đang xong một sơ rồi. Đây là ký tên của con tôi ạ. À? Cái gì đây? Đây ký tên tôi ạ. À? Cảm ơn chú nhé. Đây, địa chỉ đây ạ. À? Cố gắng tìm cái người xấu giúp tôi nhé. Ok, chúng ta sẽ để tôi nhận được con người đấy nhé. Vâng ạ. Chúng ta sẽ nhận tay nhé. Vâng, tôi không sao đâu. Đây, để nhắn mẹ nhé, đi về nhé. Cảm ơn chú. Xin chào chú. Con nghỉ ngơi nhé, con đi về nhé. Để tao cơm cho con ăn nhé. Yes!
Thank you.
Thank you.
Thank you.